Chùa Chiêu Minh, Đông Thiên Mục Sơn. Chùa được trùng tu vào năm 1996 dưới sự hướng dẫn của tề cư sĩ và với sự phát tâm ủng hộ của các Phật tử gần xa, nay đã được hoàn thành. Nơi đây đã trở thành một đạo tràng chuyên tu tịnh độ, cùng lúc có thể thu hút vài trăm Phật tử về tham gia niệm Phật. Bốn chúng đệ tử dâng theo lời dạy của Pháp Sư Tịnh Không, lấy kinh Vô Lượng Thọ làm gốc, một câu thánh hiệu A Di Đà Phật, huân tu liên tục chuyên sâu tâm nhập một pháp môn, không nghi ngờ, không tạp niệm, không gián đoạn. Đến nay trong đạo tràng đã có 13 vị Phật tử giảng sanh. Khi giảng sanh, hiện tướng trang nghiêm thủ thắng khác thường hiếm thấy, như Phật tử Dương Tùng Sơn đứng mà đi, Phật tử Quách Thương Trân ngồi mà đi, Phật tử Sự Trấn Nga cười nói vui vẻ rồi đi. Những ví dụ đặc biệt thù thắng khác thường này đủ chứng minh rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc là chân thật chẳng hư dối. Nguyện của Đức Phật A Di Đà rộng khắp, người nào niệm danh hiệu của Ngài từ một niệm tới 10 niệm đều được độ thoát. Chỉ cần mọi người đầy đủ 3 món tư lư, tín, nguyện, hành, phát tâm Bồ Đề, cầu giác ngộ giải thoát, chuyên tâm trì niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, khi lâm chung nhất định được Đức Phật đến đón tiếp về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thành Phật bất thối chuyển. Phật tử Hứa Phụng Tiên, quê ở Phú Dương, tỉnh Triết Giang, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1957. Trong vòng 28 năm nay, bị nhiều loại bệnh hành hạ, dày dò đau khổ, nhưng may mắn gặp được Phật Pháp và được sự trợ duyên giúp đỡ của người thân. Vào ngày 8 tháng 9 năm nay, đã đến Đông Thiên Mục Sơn tham gia niệm Phật phát nguyện cầu giảng sanh. Sau khi lên núi, được cư sĩ Phật tử Trương Thái Phụng cùng nhiều vị Phật tử đồng tu tại đạo tràng giúp đỡ, nên luôn tinh tấn tu hành niệm Phật. Sau đó được Phật tử tề cư sĩ chỉ dẻ, giải bày lợi ích thù thắng của pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh. Niềm tin ngày càng kiên cố, một lòng phát nguyện cầu giảng sanh Tây Phương tịnh độ, thì hiện chứng minh vì khổ nạn của chúng sinh. 2 giờ chiều ngày 9 tháng 12 năm 2004, Phật tử Hứa Phụng Tiên đã tự tại giảng sanh trong tiếng niệm Phật trang nghiêm thanh tịnh. Phật tử Hứa Phụng Tiên đã thành tựu rồi. Bây giờ cô ấy đã dùng thân mình nhắc nhở mọi người, người xuất gia tu hành như chúng tôi đôi khi chưa được thành tựu như cô ấy. Điều cần thiết nhất trong tu hành là tâm phải thanh tịnh mới có thể thành Phật và giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sự ra đi của cô ấy đã để lại niềm tin rất lớn cho bốn chúng đệ tử và toàn thể mọi người. Đây, mọi người hãy nhìn bàn tay của cô ấy nè, khuỷu tay và toàn bộ các bộ phận khác của thân thể cô trải qua 3 ngày rồi mà vẫn mềm mại như thế này. Da thịt cô ta vẫn giữ màu sắc hồng hào thế này. Tại sao chúng ta phải niệm Phật? Vì chúng ta đã tu theo pháp môn tịnh độ, chuyên tâm trì danh niệm Phật, chính là muốn thành tựu ngay trong đời này. Được giảng sanh hay không, đây cũng đủ ấn chứng cho chúng ta thấy rõ về việc giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thường thì con người khi chết, thân thể cứng đơ, màu máu chuyển qua màu tím bầm, thân nằm thẳng tắp. Còn đây thì đã đi nhưng còn sống, chứ không phải là chết như chúng ta thường thấy. Cho nên nói vì sao mọi người cần phải tu nhân, đừng xem tiền bạc vật chất quá quan trọng. Điều quan trọng là đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc để thành Phật. Quý vị xem, Huế không phải giống y như người còn sống hay sao? Da dẻ tươi tốt, xương cốt dẻo mềm. Như vậy cũng đủ cho tất cả chúng ta thấy một minh chứng rõ ràng. Vì vậy mọi người cần phải dưỡng tin vào Phật, tinh tấn niệm Phật, đừng vì quá chăm lo và bận tâm làm đẹp cho cái vỏ thân thể này quá đáng. Mỗi ngày ăn uống đơn giản đủ sức khỏe là được rồi. Muốn được sống lâu và có sức khỏe thì phải nhanh chóng phát nguyện để sau này sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc và thành Phật. Được hóa thân từ trong hoa sen, thật thù thắng biết bao. Chúng ta hãy tiếp tục niệm Phật thêm một ngày một đêm cho cô ấy. Ngày mai quả táng, chúng ta ở Đông Thiên Mục Sơn niệm Phật 3 ngày 3 đêm cho cô ấy. Ngày mai là ngày thứ tư. Giảng sanh của cô ấy vô cùng thù thắng,
Hôm trước kia cô ấy còn nói chuyện với tôi, hôm kia là cô ta đi rồi. Hôm trước kia cô ấy đến tìm tôi, nói với tôi là cần phải về nhà. Tôi hỏi về nhà để làm gì. Từ nhà trở về đây thì sắc mặt của cô ấy có nhiều thay đổi. Cô ấy nói khi về nhà đã rút ống thở ra và viết lại di chúc. Trên di chúc cô ấy đã viết: cô ấy có nguyện vọng đến Đông Thiên Mục Sơn để giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong di chúc chỉ có một yêu cầu như thế. Sau đó cô ta nói nhờ tôi chăm sóc giùm mẹ cho cô ấy và bảo mẹ cô ấy đến Đông Thiên Mục Sơn đây niệm Phật. Lúc ấy tôi nói với cô ấy đừng nên vội vàng. Cô ta nói tôi muốn giảng sanh, tôi muốn đi rồi. Phật nói người giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc cần phải đầy đủ thiện căn, phước đức và nhân duyên. Thiện căn là khi nghe pháp môn niệm Phật phát khởi tín tâm, lòng không nghi ngờ, tin vào 48 lời nguyện của Phật A Di Đà là chân thật chẳng hư dối. Chỉ cần buông bỏ tất cả các duyên, nhất tâm niệm Phật, khi lâm chung được Phật tiếp đón mang nghiệp giảng sanh. Nếu người nào có niềm tin như thế gọi là thiện căn đầy đủ. Phước đức là y theo lời Phật dạy, quyết một lòng hành trì tha thiết, như lời dạy của tổ sư Ấn Quang: có trên có dưới, bổn phận chân thành, dứt bỏ điều tà, chân thành niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Được như thế, việc tu học sẽ được tăng trưởng phước đức đầy đủ. Nhân duyên là trong đời này gặp được Phật pháp, đặc biệt là pháp môn niệm Phật. Đây là nhân duyên vô cùng thù thắng. Khi lúc lâm chung còn may mắn gặp được các bậc thiện tri thức nhắc nhở chúng ta niệm Phật, lại có hoàn cảnh tốt được các bạn đồng tu trợ giúp niệm Phật, đây thật là người có đại thiện căn, đại phước đức. Như vậy cộng thêm việc chính bản thân mình đã nỗ lực niệm Phật tu hành, làm sao mà không giảng sanh vào thế giới cực lạc được chứ? Thành tựu của Phật tử Hứa Phụng Tiên không phải cũng đầy đủ nhân duyên phước đức thù thắng, không thể nào nói hết hay sao? Trong đêm hai ngày trước khi cô ấy đến Đông Thiên Mục Sơn, cô ta đã thấy một giấc mơ đẹp. Cô ấy đang mơ thấy gì trong giấc mơ? Cô ấy mơ thấy mình dồn hết sức mãi chạy lên một ngọn núi, chính là chạy về hướng núi Đông Thiên Mục Sơn. Phía sau có một người đuổi theo cô ấy, cô ta chạy và nhìn thấy một đạo tràng. Đến đạo tràng và cô ta đi ngay vào trong. Sau khi vào đó, cô ấy nhìn thấy ngay Đức Phật A Di Đà và nói gì đó, cô ấy nghe không được rõ ràng, nhưng miệng lại nhúc nhích như đang nói chuyện. Sau khi nói xong lại thể hiện ra một đóa hoa sen, sau đó lại nhìn thấy Bồ Tát Quán Thế Âm bảo cô ta nhanh chóng đến Đông Thiên Mục Sơn, đến nơi thù thắng nhất để dễ dàng giảng sanh. Đạo tràng ở nơi đó do Phật tử Tề cư sĩ chủ trì, rất thù thắng, rất thù thắng, bởi vì chúng tôi muốn giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở đây có thể coi là một trạm hỗ trợ tiếp dẫn họ về Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì rất ít gặp một đạo tràng thù thắng như thế này. Sau khi cô ta kể về giấc mộng ấy, ngày hôm sau chúng tôi đã gặp cô ấy làm công tác tư tưởng. Tôi sợ cô ta không đồng ý đến Đông Thiên Mục Sơn, trong lòng cũng không biết chắc. Khi ấy tôi và chị Tống, bạn đồng tu, nói cô ấy tu hành rất là tốt. Tôi nói chị dâu cô chỉ cần có một phần nghìn suy nghĩ phải đến Đông Thiên Mục Sơn thì chúng tôi cũng phải tranh thủ để đưa cô ấy đến Đông Thiên Mục Sơn. Không ngờ khi chúng tôi đến, cô ta cười vui vẻ và nói với chúng tôi rằng cô ta nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ và thù thắng. Sau đó liền nói đồng ý, tôi đi ngay đến ngay Đông Thiên Mục Sơn. Ngày mai tôi chuẩn bị xong hành lý sẽ lên núi ngay. Nếu như tôi còn sống thì phát tâm hoằng pháp lợi sanh, nếu như đến lúc phải ra đi thì phải đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sau đó nương theo nguyện lực thừa nguyện tái lai, dương thuyền từ đi khắp mười phương để cứu độ chúng sanh. Một tháng sau xuống núi trở lại, khoảng thời gian nửa tháng, do nhiều nhân duyên bệnh tình trở nặng. Hai tuần sau lại lên núi. Sau khi lên núi, cô ta cảm thấy thời gian tại thế của mình không còn bao lâu nữa. Cô ta nói tôi đi cũng phải đi một cách đặc biệt thù thắng, nhất định phải đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hôm vừa qua chúng ta mới gặp những nhân duyên thù thắng như thế, hoàn toàn không có khổ đau của bệnh tật. Cô ấy một mực vui vẻ ra đi một cách nhẹ nhàng về cõi Phật, thân thể sạch sẽ thanh khiết. Tối hôm qua chúng tôi lau người cho cô ta, thân thể sạch sẽ vô cùng, hơn nữa lại rất mềm mại, tứ chi tay chân đều mềm mại. Trong thời gian chúng tôi ở đây hơn một tháng, Phật tử Trương lão cư sĩ cũng tốn nhiều tinh thần sức lực. Mỗi buổi sáng 3 giờ đã phải thức dậy rồi, ở trong phòng của Phật tử Trương, tất cả mọi người quỳ trước tượng Phật niệm Phật, khi 3.000 câu, khi 5.000 câu, có lúc tới 6.000 câu thánh hiệu Phật A-di-đà. Sau đó chúng tôi đi đến niệm Phật đường tiếp tục niệm Phật, rất nhiều vị lão cư sĩ và các bạn đồng tu tham dự như thế, ai nấy đều quan tâm đến cô ta. Đặc biệt là khi Tề cư sĩ trở về, mỗi ngày đều giảng giải khai thị cho cô ta. Ngày hôm trước, ngày cô ta giảng sanh,
Cô ta nói là muốn thăm Tề cư sĩ. Sau khi chúng tôi đi, Tề cư sĩ khai thị và chỉ bày cho cô ấy nhiều điều thật hay, giúp cho cô ta càng vững niềm tin khi giảng sanh. Lúc đó Tề cư sĩ nói: tốt tốt, cô không bị gì ràng buộc bởi thân thể, cô yên lòng ở lại đây nhất tâm niệm Phật. Còn hơi thở thì yên lòng niệm Phật cho tốt. Số mạng đến rồi thì Ung Dung giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nên cô ấy ra về mà lòng tràn đầy vui vẻ. Cô ấy nói Tề cư sĩ đã khai thị chỉ bày cho cô rất hay và rất thực tế. Cô ta nói là cổ thật sự rất muốn giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho nên tính tâm của cô ta rất kiên định. Bản thân tôi tu hành cũng chưa giỏi giang bằng cô ấy. Lúc cô ấy sắp giảng sanh, tôi lại gần và luôn nhắc nhở cô ta cô cần phải niệm Phật đi nha. Nhưng thật ra trong lòng cô ấy luôn luôn niệm Phật đó thôi, còn tôi thì chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi. Lúc tôi nhìn vào miệng cô ta thấy không còn nhúc nhích cử động nữa. Tôi nói: cô nhanh chóng niệm Phật đi chứ, nhanh niệm Phật đi. Cô ấy nói rằng tôi đang niệm Phật ở trong lòng đây mà, và bây giờ cảm thấy sức khỏe hơi yếu đi một chút, không thể niệm lớn tiếng được, nhưng trong tâm tôi luôn đang niệm Phật đó thôi. Vì trong tâm cô ấy chỉ miệt mài niệm Phật, cho nên mới thành tựu như duyên thù thắng như thế, nhất định đi theo Đức Phật A-di-đà rồi. Sự thành tựu của cô ấy cũng là kết quả gia trì của chư Phật. Nếu không nghiệp chướng sâu nặng, bệnh tật nhiều như thế, muốn được giảng sanh đâu phải chuyện dễ dàng. Và đây cũng là duyên phần nhiều đời nhiều kiếp, không phải là kết quả chỉ do sự huân tu của đời này. Trước ngày giảng sanh, cô ta đến quỳ trước tượng Phật A-di-đà. Vì không đủ sức nhiễu quanh tượng Phật nên cô ấy chỉ quỳ tại chỗ cầu nguyện Phật A-di-đà đến tiếp đón cô ta. Cô ta nói: tôi nhất định phải làm một tấm gương để cho mọi người thấy, tôi nhất định phải dùng tâm chân thật để niệm Phật. Giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta hãy xem ví dụ sau. Giảng sanh giống như từ di dân, trong xã hội chúng ta thường nói là từ một nơi không được tốt đẹp chuyển đến nơi tốt đẹp hơn. Thế giới chúng ta đang sống này là thế giới có năm loại ác trược. Con người phải sống trong các khốn khó, bất an, thân tâm mỏi mệt, đầy dẫy phiền muộn. Còn thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới thanh lương, môi trường sống tươi mát trong lành, không cần lo nghĩ đến việc ăn mặc, thân tâm an vui, được sống lâu vô lượng, trí tuệ vô lượng. Một thế giới tốt đẹp như thế, chúng ta phải làm thế nào để di dân đến đó? Đức Phật A-di-đà từng phát ra 48 lời đại nguyện. Trong đó có một lời nguyện thật vô cùng quan trọng là: lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh khắp mười phương nghe được danh hiệu tôi mà tính tâm vui thích, chân thành trì niệm, rồi trong từng tâm niệm hồi hướng tất cả các căn lành đó, phát nguyện sanh về nước tôi. Chỉ cần trong vòng 10 niệm là thành tựu. Nếu người đó chẳng được giảng sanh, tôi thề không thành Phật, trừ ra những người bị năm loại nghịch tội, phỉ báng chánh pháp. Chúng ta chỉ cần sanh tâm chí thành ưa thích, một lòng chuyên niệm cầu Phật hiệu A-di-đà, dâng theo lời chỉ dạy và thực hành không giải đãi, thì ngay trong đời này nhất định sẽ giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Kính bạch quý thầy, kính thưa các vị quan khách, thưa toàn thể gia môn hiếu quyến, thưa các bạn, thưa toàn thể các bạn đồng tu, A Di Đà Phật. Hôm nay tất cả chúng ta mang một tâm trạng tràn đầy hoan hỷ từ bi đến đây để đưa tiễn Phật tử Hứa Cư Sĩ một quãng đường. Phật tử Hứa Cư Sĩ trước khi giảng sanh, thân đã bị căn bệnh dày dò. Vào năm nay sau khi lên núi, một lòng phát tâm niệm Phật, cầu giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Từ đó thân thể từ từ bình phục, chuyển biến rất tốt. Đến khi cô ấy ra đi, biết trước giờ giảng sanh, chánh niệm rõ ràng, từ tại giảng sanh về nơi cõi Phật. Như Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, chỉ cần khi lâm chung, nhất tâm niệm Phật, từ một niệm đến mười niệm, đều có thể giảng sanh. Cho nên cô ấy ra đi rất tỉnh táo, sáng suốt, đi trong sự an nhiên, tự tại và thanh nhàn. Lúc Phật tử đi, chung bảo rất tươi tỉnh, giống như người đang ngủ. Cho nên điều đó cũng là minh chứng sự cô ấy ra đi trong tâm trạng hoàn toàn không lo sợ. Thân thể để đến mấy hôm nay mà vẫn còn mềm mại. Các bậc tiền bối tổ sư của chúng ta đã nói, học vấn về sanh tử đã giảng giải tử sanh. Có tử mới có sanh, sau khi chết mới có sống. Con người thời bây giờ khi giảng thì nói về sinh tử, sự thật là không đúng. Tại vì sau khi chết là để tiếp tục có đời sống mới. Con người khi chết mới tốt lành thì đời sống tiếp theo tốt sẽ tốt lành. Cho nên chúng ta tin rằng Phật tử Hứa Cư Sĩ nhất định sẽ có đời sống mới tốt đẹp, tức là cô đã giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đông Thiên Mục Sơn của chúng ta là một tổ đình tiếp nhận những lời chỉ dạy của Hòa Thượng Tịnh Không, chuyên trì một quyển kinh Vô Lượng Thọ, tụng niệm một câu Phật hiệu A Di Đà cho đến cùng, kiến lập đạo tràng kiên cố, chuyên tu tịnh độ, trở thành một trạm tiếp dẫn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đạo tràng của chúng ta đến bây giờ đã có 13 vị Phật tử đồng tu giảng sanh. Lúc ra đi thân tướng gì nào cũng thật là vô cùng trang nghiêm, tướng hảo hy hữu khó gặp. Mỗi vị đồng tu khi giảng sanh đều để lại cho tôi một bài pháp không lời, thật đáng cho chúng ta noi theo. Nhắn dụ chúng ta tu học theo tịnh độ, chuyên tâm niệm Phật, cầu giảng sanh phải có lòng tin tuyệt đối, giúp cho chúng ta kiên trì lòng tin tuyệt đối đối với những lời dạy của lão Hòa Thượng Tịnh Không, và tin tưởng vào đạo tràng niệm Phật của chúng ta thật vô cùng thù thắng, phát khởi niềm tin niệm Phật. Cho nên chúng tôi mong muốn các bạn đồng tu lấy việc giảng sanh của các bạn đồng tu làm gương. Phật tử Hứa Cư Sĩ có thể trong một thời gian ngắn như thế, trong điều kiện thân thể bị bệnh khổ như thế này, đã có được một thành tựu vô cùng tốt đẹp. Tất cả chúng ta nhất định noi gương tinh tấn tu học giống như cô ấy. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi đồng tâm khởi niệm cũng đều thực hành tính hành nguyện để có sự lợi ích hiện tại và sau này. Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, làm việc gì cũng phải chân thật để tương ứng với tính hành nguyện của chúng ta. Từ đây về sau, chúng ta cần phải nghe theo lời giảng dạy của lão Hòa Thượng Tịnh Không và thực hành tuân theo những lời chỉ dạy của ngài. Cũng giống như lời nói của Phật tử Tề Cư Sĩ hôm nay đã nói, nhất định dạng người tu dạng người được giảng sanh. Bây giờ tất cả chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện Phật tử Hứa Cư Sĩ đã buông bỏ dạng duyên giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc được dự vào hàng thượng phẩm thượng sanh. Chờ niệm giảng sanh nên Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.